Xin chào các bạn, tiếp tục chúng ta sẽ sang phần bài số 4 OTA ISO. Bài này, đặc điểm của bài này đó là tìm đồ vật. OTA ISO, ai có ở đâu hoặc đồ vật gì có ở đâu. Ví dụ ở tình huống này, tôi không biết cái điện thoại của tôi ở đâu. Vậy thì cái điện thoại ở đâu và chúng ta tìm bằng cách nào thì chúng ta sẽ học và sử dụng trong phần bài này luôn ạ. Chúng ta vào phần bài học. Về hắc giúp mục tiêu. Ở đây là phần từ vựng. Hắc giúp mục tiêu là mục tiêu bài học. Mục tiêu bài học này, đầu tiên chúng ta có ô huy từ vựng. Đầu tiên là trang số 2. Bài trước chúng ta học về trang số 1. Bây giờ chúng ta học trang số 2. Và vị trí là vị trí, địa điểm và vị trí. Muốn bước qua phiêu hiện in ngữ pháp và biểu hiện 1, chúng ta có yogika nio và eo. Đây là nơi nào đó, ví dụ như là đây là phòng học, ví dụ như đây là phòng học. Tiếp theo ne isio opio, tức là cái món đồ vật gì đó có ở một cái nơi nào đó, ví dụ như là học sinh có ở phòng học. Thì là 학생이 교실에 있어요. Tiếp theo, 말하기 1. Nói 1 đó là 장소 소개하기. Chúng ta giới thiệu ở một địa điểm nào đó. Ví dụ giới thiệu quê của mình chẳng hạn. 문 밖과 표현이. Đấy là ngữ pháp và biểu hiện 2. 에 가요, 와요. Tức là mình hướng tới một nơi nào đó chúng ta đi hoặc là đến. 에 앞. Tuy yếp, áp là phía trước, tuy là phía sau, yếp là bên cạnh. Thì N áp là phía trước cái địa điểm N, trước cái đồ vật N này, tức là vị trí. Ví dụ như là chúng ta có, hoặc trước ai đó đúng không ạ? Ví dụ như là Huê Sa là công ty, Huê Sa áp là phía trước công ty. Hay là Huê Sa tuy, đó là phía sau công ty. Huê Sa yếp là bên cạnh công ty. Phần Margi nói 2, chúng ta nói mục tiêu chi. Mục tiêu chi là cái địa điểm đến. Qua vị trí và cái vị trí. Vutko Tafagi. Hỏi và trả lời. Câu này có nghĩa là hỏi và trả lời về vị trí và cái địa điểm đến. Vutko Margi nghe và nói. Chúng ta nghe cái gì ạ? Mục tiêu chi ấy thì hẳn theo hoa thực kỳ. Chúng ta nghe cái đoạn hội thoại, theo hòa là hội thoại. Tè hàn là về cái gì ạ? Mộc chốc chỉ, về cái vị trí đến. Chúng ta sẽ nghe cái đoạn hội thoại về cái vị trí đến. Bùn cô nế, vị trí đến mục cô, tạp hàn ơn tè hòa thực kỳ. Chúng ta nghe cái đoạn hội thoại, đoạn hội thoại gì ạ? Đoạn hội thoại trả lời và hỏi. Nghe cái đoạn hội thoại hỏi và trả lời về cái vị trí của đồ vật. Đó. Tức là chúng ta tìm cái điện thoại ở đâu. Nhá. Cái điện thoại ở tìm ở đâu thì chúng ta sẽ hỏi và trả lời. Tiếp theo, 물건의 위치 말하기. Và chúng ta tập nói về cái vị trí của đồ vật, ví dụ như là điện thoại ở trên quyển sách hay là điện thoại ở dưới cái bàn hay là điện thoại ở trong túi quần, cái đấy là chúng ta sẽ nói. Tiếp theo chúng ta có Ilkosuki, đọc và viết. Vậy chúng ta đọc cái gì? Chaki pang soke hanen pinji iki. Ở đây chúng ta có gì ạ? Chaki là bản thân mình, pang là phòng, soke hanen pinji, pinji là bức thư. Vậy chúng ta sẽ đọc bức thư giới thiệu về cái phòng của mình. Ở đây chúng ta sẽ đọc một bức thư về giới thiệu về cái phòng của ai đó. 집이나 학교는 묘사하는 글 쓰기. Và tiếp theo phần viết là phần 쓰기 thì chúng ta hãy viết một đoạn văn. 글 miêu tả, 묘사하다 là miêu tả. Miêu tả về cái gì ạ? Về 학교 hoặc là 집. 집이나 학교는 묘사하는 글 쓰기. 과제 phần thực hành. 쇼핑몰 안내도 완성하기.
chúng ta giới thiệu, thực hành ở đây là chúng ta giới thiệu và chúng ta hoàn thành quá trình mua hàng. Shopping mall Aneto. Chúng ta hướng dẫn, chúng ta hoàn chỉnh về cái bản đồ về mua hàng hóa, dạng như kiểu chúng ta xây dựng một cái chợ, cái này cửa hàng này ở cạnh cửa hàng kia, cửa hàng này như thế nào, rồi cửa hàng này vị trí ở đâu, ví dụ gian hàng bán nhân sâm thì nó ở vị trí nào trong chợ, thì cái đấy chúng ta sẽ chút nữa chúng ta sẽ làm. Bunhwa Sanchez, Insadong. Insadong là một địa điểm rất là sầm uất ở bên Hàn Quốc, các bạn có thể biết là qua những chương trình đi du lịch, hoặc là một số bạn đi du lịch ở bên Hàn Quốc về chúng ta thấy bạn ấy đi đến Insadong. Vậy Insadong là cái gì và chúng ta sẽ một chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Kyunghwa Phá, cái này là chúng ta sẽ tìm về một số cái biện pháp là biến âm hóa. Và bây giờ chúng ta sẽ vào từng phần một, đó là ở gì. Ở vi là phần từ vựng. Đầu tiên là trang số idem kurim qua, trang số idem kurim qua yon kiên haseo. Chúng ta sẽ nối địa điểm và cái bức hình lại với nhau. Đầu tiên là công hàng là sân bay, Ujikuk là bưu điện, Thesakwan là đại sứ quán, Eunhyang ngân hàng, Kake là cửa hàng, Yakuk là hiệu thuốc, Pyeongwon bệnh viện, Myongshin spa cửa hàng làm đẹp đấy. Thì chúng ta sẽ nối vào và chúng ta xem người ta đọc như thế nào. Các bạn, xin mời các bạn. Đầu tiên là Công hàng, Uchegu, Thesakwan, Eunhyang, Kage, Yakgu, Pyeongwon, Miyongsil. Và chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ nối các từ vựng và các địa điểm của bức hình này lại với nhau. Các địa điểm này, ví dụ đây là Yakult, thì các bạn nối Yakult vào. Tiếp theo, chúng ta sang phần 2. Pinkane Almajan Tanaran Suseo. Chúng ta hãy viết những từ vựng đúng vào bức tranh, vào vị trí của bức tranh. Đầu tiên các bạn nhìn cái ô tô ấy. Phía sau người ta đã điền là tùy là phía sau. Vậy thì áp là phía trước và chúng ta điền vào đây. Dốp là bên cạnh, chúng ta sẽ điền vào đây. An. An đây là bên trong. An đây ạ, các bạn nhìn với cái cặp đấy ạ, bên trong cặp. Are hoặc là mid. Đấy là bên dưới. Các bạn nhìn phía dưới đây. Vi là bên trên. Đây ạ. Và chúng ta điền vào, trong vừa điền chúng ta sẽ vừa nghe. Đây là vị trí chúng ta vừa học xong, chúng ta sang phần số 2, đấy là vị trí. À. Up là phía trước. Tùy. Tùy là phía sau. Dọc. Dốc là bên cạnh. Ăn. Ăn là ở trong. À để. Mịt. Are, mid là bên dưới. Ui. Vi là bên trên. Chúng ta nghe lại một lần nữa. À. Tùy. Yop. An. Are. Mịt. Ui. Ở đây là các vị trí. Vậy thì chúng ta khi mà chúng ta tìm đồ vật, chúng ta có thể nói cái gì đó áp, ví dụ cái hộp này là người ta gọi là paksu, cái paksu áp là phía trước cái hộp, tùy là paksu tùy là phía sau cái hộp, và chúng ta ghép ngay vào cái danh từ đó với cái chữ tùy này là được. Ví dụ như là paksu là cái hộp, chúng ta ghép cái chữ tùy vào đằng sau cái hộp đó. Còn ví dụ như là đằng sau giáo viên là son jang nim, đằng sau giáo viên là gì ạ,
손장님 뒤. Tương tự như vậy, chúng ta sử dụng như vậy. Chúng ta lại quay lại bài học. Chúng ta sang tiếp phần môn bước qua phiêu yên il. Ngữ pháp và biểu hiện 1. Chúng ta thấy ở đây n i k yoki ga n i e o e o. Khi n này có bát chim sẽ đi với i e o. N này không có bát chim sẽ là đi với e o. N đây là một địa điểm. Chúng ta xem phần giải thích ngữ pháp. Ngữ pháp 1, yoki ga n i e o hoặc e o. Đây là một địa điểm n nào đó. Thì n ở đây là một danh từ chỉ địa điểm. Thứ hai, ngữ pháp 2 đó là n e i so yo of so yo. N đây là một địa điểm ở nơi nào đó, chúng ta có cái gì đó hoặc không có cái gì đó. Đang có hoặc không có cái gì đó ở một địa điểm nào đó. Thể hiện vị trí hiện tại n đang có hay không có ở nơi nào đó, nơi n nào đó. Ở đây chúng ta có Yogika Insatong Yeo. Ở đây là Insatong. Ne Yogika Insatong Yeo. Đây là Insatong phải không? Vâng, đây là Insatong. Và chúng ta nghe người Hàn Quốc đọc như thế nào? Yogika Insatong Yeo? Ne. 여기가 인사동이에요. 여기가 인사동이에요. 네, 여기가 인사동이에요. 주당해라. 여기가 인사동이에요. 네, 여기가 인사동이에요. 아, tiếp theo chúng ta có một số luyện tập ở đây ạ. 여기가 어디? 이에요 hoặc là 에요. 어디 có bát chim hay không có bát chim ạ? Không có phụm đáy đúng không ạ? Không có. Thì chúng ta dùng là eo. Taehangno. Taehangno đây là một địa điểm ở Hàn Quốc. Thì Taehangno cũng không có bát chim. Và không có bát chim ở chữ ro này. Thì là chúng ta cũng cho là eo. Yogika Myeongdong. Myeongdong có bát chim đúng không ạ? Chắc chắn là eo. Chúng ta xem có đúng không nhá. Đúng rồi. Yogika Jeonggaejeon. Jeonggaejeon. Trong cây tròn yeo hay là yeo yeo để trong cây tròn yeo. Và chúng ta tiếp theo đây ạ, yogi ga oti yeo so en sun tower yeo. Sun tower các bạn biết là gì không ạ? Là cái tháp en sun ở cạnh thủ đô Seoul nè. Yogika Myeongdong yeo. Đây là Myeongdong. Đây các bạn nhìn đây, đây là tháp En Seoul Tower. Đây nhá. Jeonggaejeon này ạ. Jeonggaejeon các bạn được gì ạ? Cái phố đi bộ. Ngày xưa nó là một con đường và sau đó người ta đã biến thành một cái con suối để cho mọi người đi bộ. Myeongdong này ạ. Myeongdong là một nơi rất là sầm uất. Taehangno. Taehangno nó tương tự như một cái phố đi bộ của Việt Nam mình ở cạnh Hồ Gươm ấy ạ. Seoul ne yumyeonghan goseumida. Đây là cái nơi nổi tiếng ở Seoul. Boyua katchi iyaki heboseyo. Các bạn nói với bạn mình giống như ví dụ. Boki. Yogika oti yeo. Đây là ở đâu? Myeongdong yeo. Là Myeongdong. Yogika Myeongdong yeo. Đây là Myeongdong phải không? Nè, miếng đông yèo. Chúng ta có thể hỏi nhiều câu hỏi khác nhau. Ví dụ, ở đây là ở đâu? Hay là, ở đây là miếng đông phải không? Thì cái đấy chúng ta sẽ trả lời là như thế này. Đây, đối với trường hợp 1 là miếng đông. Thế chúng ta có hỏi, trong cây tròn. Trong cây tròn. Trong cây tròn. Thế hăng nồ. Thế hăng nồ. Không phải thế hắc nồ. Thế hắc rô đâu. Thế hăng nồ. Đây là Nam San. Đây là ngọn núi, ngọn đồi Nam San, nơi có tháp En Seoul Tower. Thì chúng ta đây chúng ta có một số cái từ vựng, đó là Insatong. Đây là một cái địa điểm đường phố ở địa điểm ở Seoul, đây Insatong này ạ.
Enseon Tower. Đây ạ, chỗ này ạ. Ở Nam San. Myeongdong cũng đây ạ, là một đường phố ở Seoul. Cheonggyecheon. Đây là một cái suối. Suối đấy ạ, ở Seoul. Daehangno. Đó, Daehangno. Đây ạ. Nam San, đây là một ngọn núi ở Seoul. Nếu các bạn có điều kiện du lịch hoặc là học tập tại Seoul, nhất định các bạn nên ghé thăm những cái địa điểm như thế này. Tiếp theo phần số 2 đó là NAE ISOYO OPSOYO. Thì ở đây là ví dụ cái gì đó nó có ở một nơi nào đó thì chúng ta cần thêm E thôi ạ. Ví dụ như là Enseon Tower cả OTA ISOYO. Cái tháp Enseon Tower có ở đâu? Namsan ISOYO. Có ở Nam San, ở ngọn núi Nam San đấy ạ. Ví dụ Trung Quốc Đại sứ quán ý OTA sale. Đại sứ quán là cái đại sứ quán, Trung Quốc là Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc có ở đâu? Myeongdong e isoyo. Có ở khu Myeongdong. Stephen e Kyoshin e isoyo. Stephen có ở phòng học hay không? Aniyo, Kyoshin e opsoyo. Không có ở phòng học. Yogi는 남산이에요. Namsan에는 Seoul Tower가 있어요. Namsan에는 ở cái núi Namsan ấy ạ. En Seoul Tower가 있어요. Có cái núi, có cái tháp En Seoul Tower ở Namsan. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần đọc như vừa xong. N 서울 타워가 어디에 있어요? 남산에 있어요. Chúng ta nghe lại một lần nữa. N 서울 타워가 어디에 있어요? 남산에 있어요. Và chúng ta quay lại bài học. Chương số 1 đó là 지금 어디에 있어요? Bạn đang có ở đâu? Bạn đang ở đâu? 환동지가 환동지 cái hoạt động A này. B는 보고 B A và B các bạn xem A và B 이야기 해보세요 và các bạn nói chuyện 환동 B các bạn tìm ở trang số 211 của sách này đây là 환동 A ví dụ như là 유진 씨가 어디에 있어요 và nhóm khác chúng ta sẽ chia làm hai nhóm và nhóm khác sẽ trả lời là 학교에 있어요 bởi vì ở đây thì ví dụ chúng ta hỏi đây là Hoàn Đông A chúng ta có 3 người đó là có 4 người như thế này và Hoàn Đông B người ta sẽ có 3 người như thế này và 3 người này không biết ở vị trí ở đâu và chúng ta có thể hỏi là Yujin Si, Yujin Si ga hoặc là Jungwoo Si ga oti에 있어요? Jungwoo thì chúng ta biết nếu mà bên kia trả lời là Ngân hàng ấy isoyo thì chúng ta biết ngay chờ ngu ở đây đúng không ở ngân hàng đây chúng ta sẽ luyện tập như vậy ví dụ như là bên nhóm nhóm B người ta hỏi đây là Hoan Đông A Hoan Đông Chi A thì đây là tờ A và có một tờ B ở trang 211 vậy thì người nhóm B cái người ta hỏi bạn Yuchin cũng hiện như thế này Yuchin Shiga ODA isoyo và mình sẽ nói là 학교에 있어요. Hoặc là họ hỏi là Mariho 씨가 어디에 있어요? Mình sẽ trả lời là 병원에 있어요 và người ta sẽ điền cái chữ Mariho ở đây và bên tờ họ cũng có bốn cái điểm trắng như thế này nhá. Ok, cái này chúng ta sẽ luyện tập sau. Tiếp theo chúng ta sang phần Maragi il là nói một. Trong phần nói một này rất đơn giản, có bốn câu thôi ạ. Yogika insatong ieyo. Đây là insatong. Ne, à ieyo. Xin lỗi các bạn. Yogika insatong ieyo. Ne, insatong ieyo. Vâng, là insatong. Insatong에서 뭐 해요? Bạn làm gì ở insatong? 차를 마셔요. Tôi uống trà. Insatong에는 ở cái insatong á, 찻집이 있어요. 찻집 là cái quán trà. Chachibi Isoyo nó có cái quán trà. Đây các bạn xem, Insatong này. Làm gì ở đó?
cha mà soi mà si đà này trong và đây là cha mà soi ô chat chip là cái địa điểm ở Instagram để có cái chat chip tương tự như vậy. Chúng ta đây là đâu, đây là Nam San và đây là Nam San phải không? Vâng, đây là Nam San. Nam San, bạn làm gì ở Nam San? Đúng không? Thì Seoul Sinaeun Gukyeonghara, đây là ngắm đi thăm cái nội thành của Seoul. Sinae là nội thành, Seoul Gukyeonghara là ngắm cảnh, đi ngắm nội thành của Seoul. Ở Nam San thì có gì ạ? En Seoul Tower, đúng không? Tiếp theo là chúng ta địa điểm thứ ba, đó là Myeongdong. Ở đây là Myeongdong phải không? Vâng, đây là Myeongdong. Ở bạn làm gì ở Myeongdong? À, tôi đi mua sắm ở Myeongdong. Ở Myeongdong ấy thì có cái phe khoai chầm. Số 4, chúng ta đi đến Daehangno. Đây là Daehangno phải không? Vâng, đây là Daehangno. Ở Daehangno bạn làm gì? Yeon geuk eun boda, yeon geuk eun bayo, đó là đi xem kịch. Yeon geuk là kịch nha các bạn nhé, kịch, đóng kịch ạ. Daehangno 에서는 Daehangno 에는 극장이 있어요. Ở đó có cái nhà hát kịch. Đấy các bạn chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nói. Đây, chúng ta nghe. 여기가 인사동이에요? 네, 인사동이에요. 인사동에서 뭐해요? 차를 마셔요. 인사동에는 찻집이 있어요. Chúng ta nghe lại một lần nữa. 여기가 인사동이에요? 네, 인사동이에요. 인사동에서 뭐해요? 차를 마셔요. 인사동에는 찻집이 있어요. các bạn nhìn thấy ngay đây chữ Insadong, Insadong. Và tình huống số 2 như tôi và các bạn cùng vừa làm rồi ạ. Thì đây là ở Nam San và ở đó có bạn ấy đi ngắm nội thành Seoul và ở đó có cái tháp En Seoul Tower. Tình huống số 3 đi shopping ở Myeongdong có Bách Hoa Trơm. Và tình huống số 4 đi đến Daehangno và xem kịch. Bởi vì ở Daehangno có cái nhà hát có cực trạng. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai ở trong phần bài 1. Đầu tiên là chúng ta đóng vai của Trương Ngu. 여기가 인사동이에요? 인사동에서 뭐해요? và tiếp theo chúng ta đóng vai của Eugene. 네, 인사동이에요. 차를 마셔요. 인사동에는 찻집이 있어요. Okay. 그다음 chúng ta lại quay lại bài. Tiếp theo phần số 2 đó là phần luyện tập. 여러분 나라의 유명한 곳은 그리거나 사진은 준비해서 친구들에게 소개해 보세요. Chúng ta hãy chuẩn bị cái bức ảnh hoặc là một con đường, cái nơi mà nổi tiếng ở đất nước của bạn để giới thiệu cho bạn của mình. Ví dụ như là 여기가 어디예요? 명동이에요. 여기에서 뭐해요? 명동에서 쇼핑해요. 명동에는 백화점이 있어요. Ở đây là tình huống Myeongdong ở Hàn Quốc và chúng ta cũng có thể chuẩn bị những con phố hoặc những quảng trường, những con đường đi bộ như ở Hồ Gươm chẳng hạn. Hồ Gươm là cái nơi mà rất là nổi tiếng đấy. Hồ Hoàn Kiếm đấy nhé. Chat chip để các bạn xem là đây là quán trà Seoul là thủ đô Seoul. Sinae là nội thành. Gukyeonghara là Gukyeonghara đây là thăm ngắm hoặc là đi đi ngắm vãn cảnh ấy, du lịch.
Sopinata là mua sắm, nhân cước là kịch. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 2, đó là Nae kayo wayo. Đây là chúng ta đi đến một địa điểm nào đó, hoặc là đi hoặc đến một địa điểm nào đó. Ví dụ như là Shichange kayo là đi đến chợ. Uchikuke kayo, uchikuk ở đây ạ, danh từ đấy ạ. E nữa thì là uchikuke kayo hoặc là wayo. Và các bạn chú ý này, phân biệt kata và ota thì các bạn thấy là người ta cứ đi lại gần mình thì là kata, còn mình đi ra xa đó là mình người ta lại gần mình đó là ota, và mình đi ra xa đó là kata. Ví dụ như tôi ở trên Thái Nguyên, tôi nói với thầy Kim ở dưới Hà Nội đó là Hanoi e kayo, đó là tôi đang đi từ đây xuống Hà Nội. Còn thầy Kim gọi tôi là Trường Xuân Trang Nim Bali Wayo, đó là thầy trường đến nhanh lên. Chúng ta phân biệt ca chưa ạ? Hoặc là chúng ta ra cạnh một con đường, chúng ta ngoảnh về một hướng, và cái hướng từ đối ngược lại, đối diện ngược lại, đi mọi người đang đi từ đằng trước đi ngược lại về phía chúng ta, đấy là ota. Và những người mà đi từ phía chúng ta đi ra xa chúng ta, xa tầm mắt của chúng ta, đấy là kata. Đấy, các bạn hiểu chưa? Ở đây tình huống là chúng ta là otie kayo, bạn đi đâu? Uchikuke kayo, tôi đi đến bưu điện. Chúng ta xem phần này. Ngữ pháp 2. Ngữ pháp 2. Chúng ta nghe. 어디에 가요? 우체국에 가요. Chúng ta nghe lại. 어디에 가요? 우체국에 가요. 우체국에 가요. Tôi đi đến 우체국. Và chúng ta đã từng học rất nhiều địa điểm đúng không ạ? Và chúng ta có thể nói là đi đến những điểm địa điểm đó. Ở đây chúng ta có một số luyện tập. Steven은 학교 에 hay 학교에서 가요? 가요. Thì chúng ta chọn e và hướng tới trường học để đi, tức là Steven đi học. Thứ hai, 친구가 한국에 와요. 서울대학교에 한국어를 공부해요. 공부해요 ở đây không phải là di chuyển. 한국어 공부 là chúng ta đây học tiếng Hàn, không mang tính chất là di chuyển như là ota hoặc là kata. Cho nên chúng ta không dùng được e mà phải dùng là 에서. 극장에 hay là 극장에서 영화를 봐요. 영화 봐요 cũng không di chuyển và chúng ta phải dùng là 에서. Ok. Và chúng ta tiếp tục phần bài học. Các bạn nhìn vào đây ạ. Akira는 회사에 가요. Bạn Akira, bạn đi đến công ty. Steven은 오늘 학교에 안 와요. Steven hôm nay không đến trường, tức là chúng ta đến trường rồi và Steven chưa đến. Đấy. Chúng ta đang ở điểm điểm đến thì chúng ta nói người khác chưa đến, đó là mình sẽ dùng là ota. Tiếp theo, luyện tập. 그림은 보고, xem bức tranh và 보기와 같이 이야기해 보세요. Hãy cùng nói chuyện theo bức tranh. 보기, ví dụ, 어디에 가요? Bạn đi đâu? Thì đây, bạn này bạn nghĩ đi đến nhà hàng đúng không ạ? 식당에 가요. Đang đói đấy, đói thì nghĩ đến 식당. Bạn này bạn ấy đang định đi chợ thì hỏi sẽ là 어디에 가요? Thì 시장에 가요. Bạn này bạn ho đúng không? Cảm cúm đúng không ạ? Cảm cúm thì phải đi đâu ạ? Đi bệnh viện đúng không ạ? Thì là phải là 병원. 병원에 가요. Ở bạn này, bạn này muốn đi dạo, dắt con chó đi dạo đấy ạ. Thì bạn đi đâu ạ? Chắc là bạn đi đến công viên. Bạn này tay cầm quyển sách khoác ba lô, chắc là đi học. Và bạn này có dấu hỏi, tức là bạn có thể nói cho bạn này đi đâu cũng được. Được chưa ạ? Và chúng ta hãy luyện tập thật nhiều những cái tình huống tương tự như thế này, bằng những cái địa danh mà chúng ta đã được học, hoặc là những địa danh danh từ riêng, ví dụ như là Thái Nguyên, Hà Nội, hay là Nghệ An, hay là Bắc Ninh, hay là Hải Phòng. Ví dụ chúng ta nói là Otie Kayo, đây Hải Phòng e Kayo, hoặc là Bắc Ninh e Kayo, hoặc là Thái Nguyên e Kayo cũng được ạ nhé.
Tiếp theo, ngữ pháp số 2 đó là N, áp, tuy, dốc, nói về vị trí, về đồ vật. Thì chúng ta vừa nãy nói, chúng ta phần từ vựng chúng ta đã học phía trước đằng sau rồi. Bây giờ chúng ta đặt sau cái một địa danh nào đó, hoặc là một đồ vật, hoặc là một người, hoặc là một cái gì đó nhá. Ví dụ như uchikuki otie seyo, uchikuk để. Nhưng mà nhiều khi cái ngân hàng nó nổi tiếng hơn thì chúng ta sẽ nói là unheng ape iseo. Mình hỏi là uchikuk ở đâu thì unheng ape iseo. Chúng ta chỉ cần biết unheng này và nó ở phía đằng trước. Tiếp theo, phần ví dụ yakuki otie seyo, yakukun pyongwon tuie iseo. Tuy là đằng sau, pyongwon tuy là sau bệnh viện. Đấy, hiệu thuốc có sau bệnh viện. Steven OTA sale. Steven có ở đâu? Steven Akira yoppe isseo. Akira yoppe. Akira yop. Ở bên cạnh của Akira. Mình không biết Steven là ai, nhưng mình biết Akira. Và Akira ở bên cạnh Akira có ai đó thì chúng ta đến đấy và chúng ta sẽ đánh giá được đâu là Steven. Yop nó có cái nguy hiểm đó là như này. Không phân biệt bên phải hay bên trái, các bạn chú ý như vậy, cứ bên ở bên cạnh thôi ạ. Và chúng ta sẽ nghe phần ngữ pháp này. Uchegugi 어디에 있어요? 은행 앞에 있어요. 은행 앞에. Chúng ta nghe lại. Uchegugi 어디에 있어요? 은행 앞에 있어요. Và cái luyện tập ví dụ đấy, vừa nãy đấy, Steven Hakyo Ape hay là Hakyo Eso hay là Hakyo Ape Eso Iseo. Ape Eso là ở. Steven Hakyo Ape Iseo. Chúng ta sẽ lựa chọn. Và chúng ta sẽ xem tất cả các đáp án. Ape, Kyungone, Television, Yope, Shinmuni television 앞에 있어요? 아니요. Television 앞에 đã 아니요 rồi thì không bao giờ sử dụng lại 앞에 và television 뒤 옆에 옆에 있어요. 아니요. Chúng ta tiếp theo chúng ta sang phần nói 2. Đây ạ. 은행 우체국 약국 병원 Akira-shi chip. Akira-shi chip đây. Chúng ta sang phần nói 2. Đây ạ. Chun Leng và Steven. Cuộc nói chuyện giữa Chun Leng và Steven. Steven gì? OTA Kayo. Công hang ấy Kayo. Đi đến công hang. Công hang là đâu ạ? Sân bay đúng không ạ? Chinguka Hanguke Wayo. Có bạn này vẫn có bạn đến Hàn Quốc. Chun Leng xin OTA Kayo. Uchiguke Kayo. 우체국이 어디에 있어요? 한국은행 알아요? 한국은행 알아요? Đấy ạ. Tình huống là bạn này bạn không biết 우체국 ở đâu và bạn ấy hỏi là bạn cài có biết về cái ngân hàng Hàn Quốc không? 한국은행 앞에 있어요. Và cái 우체국 nó ở phía trước của 한국은행. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần này. 스티븐 씨, 어디에 가요? 공항에 가요. 친구가 한국에 와요. 줄리앙 씨는 어디에 가요? 우체국에 가요. 우체국이 어디에 있어요? 한국은행 알아요? 한국은행 앞에 있어요. 이제 chúng ta sẽ nghe lại. 스티븐 씨, 어디에 가요? 공항에 가요. 친구가 한국에 와요. 줄리앙 씨는 어디에 가요? 우체국에 가요. 우체국이 어디에 있어요? 한국은행 알아요? 한국은행 앞에 있어요. 이제 chúng ta sẽ nghe và chúng ta không nhìn vào chữ. 스티븐 씨, 어디에 가요? 공항에 가요. 친구가 한국에 와요. 줄리앙 씨는 어디에 가요?
우체국에 가요. 우체국이 어디에 있어요? 한국은행 알아요? 한국은행 앞에 있어요. và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai của Steven. Steven 씨, 어디에 가요? 우체국에 가요. 한국은행 알아요? 한국은행 앞에 있어요. Và chúng ta bây giờ chúng ta đóng vai của Chun Liang. Bắt đầu. 공항에 가요. 친구가 한국에 와요. 줄리앙 씨는 어디에 가요? 우체국이 어디에 있어요? và chúng ta xem lại phần dân số 1. 친구와 연습해 보세요. Tình huống thứ nhất là Uchikuk ở phía trước, Hanguk Ngân hàng. Và tình huống số 2 là Myongshin. Myongshin ở Hana Byungwon, Yophe. Tiếp theo là Tesawan. Đây là Hàn Quốc và Trung Quốc đó. Thì là đây là đại sứ quán của Trung Quốc. Thế là Myeongdong Baekhwajeom. Ở đây là cái rất lớn. Myeongdong Baekhwajeom, Juye. Tiếp theo hỏi Akira. Akira Chip. Akira Chip ở đâu ạ? Seoul Gongwon Yeophe. Các bạn chú ý nhé. Bây giờ chúng ta xem mấy cái tình huống đấy người ta làm như thế nào. Tình huống số 2. Tìm Myeongshin. Đi đến Myeongshin. Myeongshin có ở đâu? Thì Hana Byungwon arayo. Hana Byungwon Yeophe isseoyo. Tiếp theo tình huống thứ 3 đây là tìm Tesawan. Tesawan odie isseoyo? Myeongdong Baekhwajeom arayo? Bạn có biết arayo là bạn biết không? Myeongdong Baekhwajeom arayo là bạn có biết cái Bách Hóa Myeongdong không? Myeongdong Baekhwajeom juye isseoyo? Có ở đằng sau Myeongdong Baekhwajeom. Tình huống thứ 4 đó là tìm Akira Chip. Akira Chip. Akira Chibi ODA isseoyo? Seoul Gongwon arayo? Bạn có biết Seoul Gongwon không? Seoul Gongwon yeophe isseoyo? Bên cạnh công viên Seoul. Đó. Đấy là phần nói. Tiếp theo, chúng ta lại quay lại bài học. Chương số 2. 친구와 얘기해 보세요. Đây là câu hỏi và chúng ta đi hỏi bạn thứ nhất, bạn thứ hai và bạn thứ ba. 친구 1, 친구 2, 친구 3. 오늘 어디에 가요? Bạn thứ nhất hôm nay bạn đi đâu? Thứ hai đi đâu? Đúng không ạ? Khi chúng ta có cái địa điểm mà các bạn ấy đi thì chúng ta sẽ hỏi là cái địa điểm đó y hoặc k OTA isseoyo? Cái địa điểm đó có ở đâu? Ví dụ chúng ta chọn là Uchikuk, bạn đầu tiên trả lời là Uchikuk. Thì nào, Ujiguki OTA isseoyo? Và tiếp theo chúng ta tròn tròn đây là tên của người, si đây là anh chị hoặc các bạn, chip là nhà, tức là nhà của ai đó có ở đâu. Và ví dụ bạn số 1, bạn số 2, bạn số 3 này, chúng ta có thể hỏi từng bạn một, đó là 친구 1, 친구 1 집은 어디에 있어요? Ví dụ như là trường Xuân Thanh Nhiêm 집은 어디에 있어요? Tiếp theo là 집 앞 뒤 옆, tức là phía trước, đằng sau hoặc là bên cạnh của ngôi nhà, của bên cạnh của ngôi nhà. 뭐가 있어요? Có cái gì? Đó, nhà bạn ấy có cái gì? Ví dụ như là phía trước nhà thì có con đường, phía sau nhà có hiệu thuốc, phía bên cạnh thì có quán ăn và xích tang. Chúng ta làm ví dụ như vậy. Và đây chúng ta có từ vựng đó là alta. Alta đây là hiểu biết. Chúng ta arayo. Arasoyo. Những cái đấy thì chúng ta chú ý. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Tsuko Maraki. Nghe và nói. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần nghe. Onul otie kayo. Hôm nay chuẩn bị đó, chuẩn bị nhé. 오늘 어디에 가요? Hôm nay chúng ta đi đâu? 거기에는 어디에 있어요?
거기는 어디에 있어요? Cái nơi đó, nơi hôm nay mà chúng ta định đi thì nó có ở đâu? Ví dụ như là hôm nay đi đâu? Chúng ta hôm nay đi Hồ Hoàn Kiếm. Vậy thì 거기에는 어디에 있어요? Hồ Hoàn Kiếm ấy, cái 거기 ở nơi đó ấy, nơi Hồ Hoàn Kiếm ấy, 어디에 있어요? Nó có ở đâu? Thì 하노이에 있어요. Có ở Hà Nội. Và chúng ta tình huống số 1, chúng ta 잔뜩 고 연결하세요. Chúng ta nghe cho kỹ và chúng ta nối. Và nhân vật ở đây chúng ta có 4 nhân vật, đó là Akira, số 2 Nana. À, chỉ có 2 nhân vật thôi nhé. Và chúng ta sẽ chọn ở nơi này, đó là cùng nguồn. Đây là cùng hàng. Đây là Pesawan. Đây là Uchikuk. Và đây là chuyên nguồn. Các bạn xem hai bạn này đi đâu. Chúng ta sẽ nghe.잘 듣고 연결하세요. 아키라 씨, 오늘 뭐 해요? 공항에 가요. 여자친구가 한국에 와요. 여자친구는 어디에 있어요? 일본에 있어요. 은행에서 일해요. 나나 씨는 오늘 뭐 해요? 저는 중국 대사관에 가요. 중국 대사관이 어디에 있어요? 중앙우체국 알아요? 중앙우체국 뒤에 있어요. Các bạn nghe có hiểu đoạn này không ạ? Đầu tiên bạn Akira, chúng ta đọc lại và chúng ta dịch. Bạn Akira, bạn đi đến sân bay. Vì sao ạ? Vì bạn gái đến. Và bạn gái này làm ở ngân hàng. Bạn gái của Akira làm ở ngân hàng. Chứ bạn Akira không đi đến ngân hàng. Tiếp theo bạn Nana. Bạn Nana định đi đến đại sứ quán Trung Quốc. Và đại sứ quán Trung Quốc nó có ở sau bưu điện Trung ương. Trung ương thuế. Chúng ta nghe lại, cậu không nhớ rõ lắm. Chúng ta nghe lại đoạn잘 듣고 연결하세요. 아키라 씨, 오늘 뭐 해요? 공항에 가요. 이인 공항. 여자친구가 한국에 와요. Bạn gái đến Hàn Quốc. 여자친구는 어디에 있어요? Bạn gái ở đâu? 일본에 있어요. 거, Nhật Bản. 은행에서 일해요. Làm ở ngân hàng. 나나 씨는 오늘 뭐 해요? Nana làm gì? Hôm nay. 저는 중국 대사관에 가요. Tôi đi đến đại sứ quán Trung중국 Quốc. 대사관이 어디에 있어요? đại sứ quán Trung Quốc ở đâu? 중앙우체국 알아요? Bạn biết ngân hàng. 중앙우체국 뒤에 있어요. Đấy, tuy trung ương ủy quốc là cái bưu điện trung ương ở phía sau bưu điện trung ương. Ok, chúng ta tiếp tục sang phần số 2. 여러분의 가방 안에 뭐가 있어요? 가방 안에 뭐가 있어요? Đó là bên trong cặp có cái gì? Bên trong cặp của các bạn 여러분 có cái gì? 여러분의 냉장고 안에 뭐가 있어요? Cái tủ lạnh của các bạn có những cái gì? 이 물건들이 어디 있어요? Tình huống chúng ta nghe hai này. Người ta hỏi là những cái món đồ này nó có ở đâu? 그림의 번호를 쓰세요. Và viết cái số vào bức tranh. Đầu tiên, cái ô đó là gì ạ? Usan. Thứ hai là cái điện thoại là telephone hoặc là handphone. Số 3 là ankyung. Số 4 là mekchu. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nghe xem từng đồ vật này nó nằm ở đâu.이 물건들이 어디에 있어요? 그림에 번호를 쓰세요. 여보, 우산이 어디에 있어요? 여보라, 와 ơi. 우산이 어디에 있어요? 와. Vợ ơi, cái ô ở đâu? 창문 아래에 있어요. 창문 아래에 있어요. 창문 여기 cửa sổ. 아래, bên dưới cửa sổ đúng không ạ? 휴대폰은 어디에 있어요? Điện thoại có ở đâu? 가방 안에 있어요. Có trong cặp. 가방 안에 없어요. 어, không có ở trong cặp.
책상 위에 있어요. 아, 책상 위에 있어요. Đó là ở bên trên cái bàn. 안경은 어디에 있어요? Kính ở đâu nhỉ? 휴대폰 옆에 없어요? Cái kính không có bên cạnh điện thoại à? 없어요. Không có. 아, 텔레비전 위에 있어요. 아, bên trên cái TV. 고마워요. 진짜 감사합니다. 냉장고 안에 맥주가 있어요? Bên trong tủ lạnh có bia không? 아니요, 없어요. Không, không có. Và chúng ta nghe một lần nữa và chúng ta đánh số. 이 물건들이 어디에 있어요? 그림에 번호를 쓰세요. 여보, 우산이 어디에 있어요? 창문 아래에 있어요. 휴대폰은 어디에 있어요? 가방 안에 있어요. 가방 안에 없어요. 아, 책상 위에 있어요. 안경은 어디에 있어요? 휴대폰 옆에 없어요? 없어요. 아, 텔레비전 위에 있어요. 고마워요. 냉장고 안에 맥주가 있어요? 아니요, 없어요. Và chúng ta điền được cả rồi chưa ạ? Bây giờ chúng ta tiếp theo. Chúng ta sẽ xuống phần Baraki, đó là phần nói. Cái này chúng ta bắt buộc phải nói. Bange buga isseyo. Bange buga isseyo. Phòng của các bạn có cái gì? Chúng ta phải liệt kê. Otie isseyo. Nó ở đâu? Tức là ví dụ chúng ta có ghế. Cái ghế cạnh cái giường hay là ghế ở dưới gầm bàn, chúng ta phải nói được vị trí. Chinguwa yegi heboseyo. Hãy cùng nói với bạn của mình, giới thiệu với cái phòng của mình. Kiriko chinkue yaki. Durumyeonseo chinkue bangeun geuryeoboseyo. Và khi mà mình nói về cái phòng, giới thiệu của phòng của mình, đúng không ạ? Phòng của mình. Chinguwa yegi heboseyo. Hãy nói cùng với bạn mình. Và cái câu chuyện, vừa nghe câu chuyện với cái phòng của bạn mình, và chúng ta vẽ ra cái phòng của bạn mình ở bên dưới này. Chúng ta sẽ vẽ phòng của bạn có cái gì, có cái giường, có cái bàn, có ghế gì không, bố trí như thế nào, cửa vào, cạnh cửa vào hay là xa cửa vào. Tiếp theo chúng ta có phần Ilko Sugi. Đọc trước tiên, chúng ta sẽ đọc lại. Yerobon Chibun Otie Seo. Nhà của các bạn ở đâu? Chibe Mogai Seo. Bạn có gì trong ngôi nhà đó? Tamiko Chimure Tapaseo. Các bạn đọc đoạn này và chúng ta trả lời câu hỏi. 네, 뭐 부터 배달했냐? 어머니, 아버지. 안녕하세요. 준량이에요. 네. Tôi là con là Junliang. Viết về cho bố mẹ, chúng ta dịch cho con nhé. 저는 한국에서 잘 지내요. Con sống ở Hàn Quốc rất tốt. 저는 지금 제 방에 있어요. Bây giờ con đang ở phòng. 제 방은 기숙사에 있어요. Phòng của con ở ký túc xá. 제 방에는 침대하고 책상이 있어요. Phòng con có giường và bàn. 책상 위에는 ở trên cái bàn. 어머니하고 아버지 사진이 있어요. Có cái bức ảnh bố và mẹ. 저는 매일 그 사진을 봐요. Con ngày ngày nhìn bức ảnh đó. 저는 어느 교육원에서 한국어를 배워요. Con học tiếng Hàn ở trung tâm ngoại ngữ. 우리 반에는 일본 사람하고 중국 사람하고 미국 사람이 있어요. Ở cái lớp học của con có người Mỹ, người Trung Quốc và người Nhật Bản. 오늘 저는 인사동에 가요. Hôm nay con đi đến Insadong. Insadong에서 우리 반 친구를 만나요. Ở Insadong, chúng con gặp bạn bè. Hẹn gặp bạn bè đó. 그럼 안녕히 계세요. Tạm biệt bố mẹ. 사랑해요. Con yêu bố mẹ. 서울에서 준량.
Julian ở Seoul. Vậy chúng ta nghe bài đọc này. Người Hàn Quốc sẽ đọc thế nào? 네. Các bạn hình dung bức hình nào? 어머니, 아버지, 안녕하세요. 줄리앙이에요. 저는 한국에서 잘 지내요. 저는 지금 제 방에 있어요. 제 방은 기숙사에 있어요. 제 방에는 침대하고 책상이 있어요. 책상 위에는 어머니하고 아버지 사진이 있어요. 저는 매일 그 사진을 봐요. 저는 언어교육원에서 한국어를 배워요. 우리 반에는 일본 사람하고 중국 사람하고 미국 사람이 있어요. 오늘 저는 인사동에 가요. 인사동에서 우리 반 친구를 만나요. 그럼 안녕히 계세요. 사랑해요. 서울에서 줄리앙. Bây giờ các bạn nghe lại một lần nữa. 어머니, 아버지, 안녕하세요. 줄리앙이에요. 저는 한국에서 잘 지내요. 저는 지금 제 방에 있어요. 제 방은 기숙사에 있어요. 제 방에는 침대하고 책상이 있어요. 책상 위에는 어머니하고 아버지 사진이 있어요. 저는 매일 그 사진을 봐요. 저는 언어교육원에서 한국어를 배워요. 우리 반에는 일본 사람하고 중국 사람하고 미국 사람이 있어요. 오늘 저는 인사동에 가요. 인사동에서 우리 반 친구를 만나요. 그럼 안녕히 계세요. 사랑해요. 서울에서 줄리앙. 오늘 này chúng ta đọc và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. 줄리앙의 방으로 맞는 것은 고르세요. Đây, các bạn chọn bức hình nào ạ? Bức hình số 1 đúng không ạ? Có đúng bức hình số 1. Bức ảnh trên cái bảng ạ. Tiếp theo, số 2. Bạn nâng cửa sân mô tu cô đưa xeo. Hãy chọn cái đúng. Chúng lên ngân ổ đơn in sao tông ấy. Hôm nay đi đến in sao tông. Phải không ạ? Đúng rồi. Chúng lên in sao tông ngày sau Hàn Quốc chinh cô rất mà này. Có gặp bạn của mình không ạ? Bạn của chúng lên không có người Hàn Quốc. 줄리앙은 지금 서울에 있어요. Đúng ạ, đúng. Thì câu 2 là sai đấy ạ. Và chúng ta viết cái gì đây ạ? 여러분의 집이나 학교를 소개하는 글은 쓰세요. Các bạn hãy viết về viết một đoạn giới thiệu về môi trường hoặc là nhà của bạn. 집이나 학교가 어디에 있는지. Nhà hoặc trường đó có ở đâu? 거기에 뭐가 있는지, ở đó có cái gì, sư rêu, hãy viết nhà ở đâu và ở đó có cái gì, hoặc là trường ở đâu và ở đó có cái gì vào đây ạ. Còn thực hành đây ạ, thực hành đây ạ, chúng ta xây dựng cái bản đồ mua bán. Số bình môn, chi tô rân, bán tư rêu, hãy xây dựng bản đồ mua bán. Cái này chúng ta sẽ nghe người bên cạnh nói là có ở đâu và chúng ta sẽ điền vào, cái gì có cái gì và chúng ta sẽ điền vào. Cái này nếu mà các bạn học ở trung tâm thì chúng ta sẽ được thực hành tại trực tiếp tại chỗ. Còn ở học online thì chúng ta sẽ tự làm những cái thẻ như thế này. Và các bạn dựa vào cái bức hình ở hai trang, đó là trang 212 và 213. Chúng ta sẽ tập thực hành với ai đó. Sau khi xây dựng xong, chúng ta sẽ được như thế này. Ví dụ U Chí Cúc ở cạnh gì, hoặc là chỗ bán sâm ở cạnh cái cửa hàng gì, và chúng ta sẽ đi được, tìm được đến đó. Đấy là chúng ta xây dựng bản đồ mua bán. Ví dụ như đây, chúng ta có sơ chôm, đây là hiệu sách. Pang Chip là cửa hàng bánh mì. Hoa Trang Xin là nhà vệ sinh.
Muôn hoa, Sanchez, về dạo qua văn hóa thì chúng ta có Yerobon Seoul này do Otika chủ yếu. Bạn thấy ở Seoul bạn thích chỗ nào? Về Seoul, Hàn Quốc 사는 외국인 500명에게 물었습니다. Đã hỏi 500 người nước ngoài sống ở Seoul. Seoul này do Otika chủ yếu. Bạn thích chỗ nào ở Seoul? Thì đầu tiên số 1, Miêng Đông, Khu Kiêng, In Sa Đông, ở In Sa Đông, Koismon, các bạn có thể tìm lên Koismon trên Google Maps ra luôn trung tâm thương mại lớn ở Hàn Quốc. Và Dongdaemun là một cái chợ truyền thống lớn nhất của Hàn Quốc, bán rất nhiều đồ. Và ở Khu Kiêng, cái nơi mà tham quan thì có In Sa Đông, Hongik Tae App, đó là Hongik Tehakyo app về Olympic công viên Olympic ở gần Dongdaemun. Về món ăn Hàn Quốc thì chúng ta có Kalbi để món sườn, canh sườn bò. Han Jeong Sik, đây là món ăn truyền thống Hàn Quốc. Và Bibimbap, đây là món cơm trộn. Ara Bogi, để tìm hiểu thêm về Hàn Quốc. Thì 여기는 인사동이에요. 인사동에서 뭐해요? Đây là Insatong, và ở Insatong chúng ta có thể làm cái gì? Đầu tiên là 차를 마셔요, uống trà ở Insatong. Tiếp theo là 한국 음식은 먹어요, Insatong chúng ta ăn món Hàn Quốc. Ở Insatong chúng ta làm gì ạ? 기념품은 사요, mua những đồ kỷ niệm, có rất nhiều đồ kỷ niệm. 그림 구경은 해요, chúng ta có thể xem những bức tranh. Và lưu ý là ở trong viện bảo tàng hoặc là ở trong những phòng tranh chúng ta không được chụp ảnh, và chúng ta chú ý những cái biển cấm nhé các bạn nhé. Xem các Nanoki, chúng ta suy nghĩ một chút. 여러분 나라도 전통적인 분위기의 거리가 있어요? Ở đất nước các bạn, chúng ta có những con phố nào có cái không khí của những ngày xưa không ạ? 전통적인 là những con phố truyền thống. Ok, hay chưa rồi? Hãy giới thiệu cho chúng tôi. Và các bạn biết ở đâu không ạ? Đặc biệt ở phố Huế này, ở Huế này, chúng ta có rất nhiều Tràng An này ạ. Thêm nữa, chúng ta có phố cổ Tràng An. Và chúng ta có thể là 36 phố phường ở Hà Nội, phố đi bộ Hà Nội này. Cái đấy chúng ta cũng có thể giới thiệu cho khách tham quan, khách du lịch. Và các bạn chú ý ở đây, âm xích là food, là đồ ăn này ạ. Kỷ niệm phum là đồ lưu niệm. Cream là bức tranh. Đó. Phần phát âm chúng ta có chữ Roboseo, hãy nghe phần phát âm này. Đó. Khi mà chữ cò đi với chữ cò đằng sau thì chúng ta sẽ cò đi với cò to pò sò trò thì chúng ta sẽ phát âm thành âm căng. Ví dụ đây là hắc cô, hắc sen, hắc sen, không phải là hắc sen mà là hắc sen, hắc sen. Các bạn chú ý, và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nghe phần phát âm này. Il. Hakkyo. I. Hakseng. Chúng ta nghe lại. Il. Hakkyo. I. Hakseng. Và bên đây là chúng ta nghe và đọc theo. Il. 학교에서 친구를 만나요. 2. 스티브는 미국 사람이에요. 3. 지금 뭐 해요? 숙제해요? 네, 숙제해요. 4. 책방이 어디에 있어요? 책방은 학생 식당 옆에 있어요. 아, chúng ta tiếp tục phần bài học. 이제 quy tắc đấy ạ, quy tắc.
Bát chim là chữ cò, đằng sau nó có chữ cò, chữ tò, chữ bò, sò, cho. Thì chúng ta đọc thành âm căng. Đây, theo quy tắc này. Đây, chúng ta vừa đọc theo những cái câu dưới này. Và đây là đánh giá bản thân. Cái này chúng ta tự làm, tương tự như những phần khác. Ở đây là phần từ vựng của tất cả các bài, bao gồm một số địa điểm chúng ta bổ sung phần số 2. Đó. Trang số y. Ở bài trước chúng ta đã học trang số 1, chúng ta có một số đồ vận, một số địa điểm rồi. Ở đây chúng ta sẽ học thêm vị trí nữa. Đây là dịch hai phần. Và cảm ơn các bạn. Chúng ta sau phần bài số 4 này thì chúng ta viết cách hỏi đây là địa điểm ở đâu và chúng ta biết cách hỏi địa điểm ở đâu và chúng ta có thể là hỏi được không ạ? Đây ạ. Và chúng ta có thể tìm được đồ vật ở một nơi nào đó, chúng ta không nhớ nó ở đâu. Ví dụ cái váy ở đâu hay còn gấu bông ở đâu, điện thoại ở đâu, chúng ta có thể tìm được. Và chúng ta có thể trả lời được cho người ta. Và chúng ta căn cứ vào những cái đồ vật lớn hoặc là đồ vật nổi tiếng để chúng ta hướng dẫn người ta ở đằng trước hoặc là học là đằng sau những cái đồ vật đó. Chúng ta đừng căn cứ vào những đồ vật bé mà không nhìn thấy thì chúng ta không được đâu. Và chúng ta nói càng rõ ràng càng tốt. Ví dụ sách ở đâu? Sách của giáo viên hay sách của học sinh? Đấy, chúng ta phân biệt rõ ràng. Rất cảm ơn các bạn.